Chào đón các bác đến với con đẩy Crown. Con đẩy Crown này XLS 402, 402. Con này rơi mất volume rồi, rơi mất cái đầu vận. Thì cái này ấy, các bác ra các cửa hàng không, các bác xin cho em cái núm này này, người ta cho ngay về cắm là xong thôi. Con Crown đẩy Crown này, các bác đánh loa bầu thì đỉnh lắm. Bác nào chơi loa bầu ấy, còn dòng này đánh bát 25 thì 1-2 đôi thoải mái các bạn. Hàng 1-2 đôi bát 25 thoải mái. Để cho bác giá 5 triệu 8, đẩy Crown 5 triệu 8 các bác nhé. Sò đây, sò của nó hết đấy ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sò. 12 con sò sắt, 12 sò sắt, được chưa? Đẩy Crown để cho bác 5 triệu 8, 402, con này đánh hay lắm. Và các bác nhìn thì chưa có thằng nào test âm thanh như thằng Tuấn này đâu bác nhá. Không xử lý một cái gì cả, chưa thằng quang vang, cắm trực tiếp điện thoại vào đẩy luôn, được chưa ạ? Bác nhìn đây, cắm trực tiếp điện thoại vào đẩy luôn nhá. Các bác xem nó hay không? Còn nếu mà cắm qua vang này, qua lọc, rồi là qua xử lọc nhiễu, rồi là qua đồ giải mã nữa thì nó còn phê nữa. Em cứ test củ chuối thôi, các bác cứ nghe thấy vào tai phát là các bác bốc về nhà bác nó mới đỉnh, nó mới hay. Chứ còn test ở nhà em mà hay, về nhà bác không hay là dính ngay nhá. Bởi vì đến nhà cũng thế thôi, nhà nếu mà đã test qua nhiều bộ vi xử lý nhiều quá, giải mã này, xử lý lọc âm này, xử lý equalizer này, xong lại xử lý vang này, xử lý số này, xong mới đến con này, thế thì con nào nó chả hay. Cắm thẳng điện thoại luôn ạ. Bắt đầu bác nhìn nó bật này, đóng lên này, giật mình luôn này. Này, một vế nhá, hết nốt một vế, bạn lên vế này này, hay không điện thoại không đấy. Không cần vang gì cả, nguyên điện thoại luôn. Tắt điện thoại luôn, đây dây điện thoại đây, bác nhìn dây điện thoại đây, vào đây và đấu luôn, câu luôn vào hai con này vào đây, giá phải vang quá gì cả mà nó như thế đấy. Tắt ạ. 5 triệu 8. Con này mà đánh bầu đỉnh lắm. Con này đánh bầu rất là hay. Nói chung là đánh lò dòng đẩy, đánh loa nặng cũng hay. Nhưng bát dòng này bác chỉ đánh bát 25 cho em thôi nhé. Bát 30 hơi đuối. 5 triệu 8. Bát 25 2 đội được.